Rồi các bạn ơi, giờ mình tiếp tục đi chài cá các bạn ơi. Đó. Thấy cậu hai ông chài. Trời ơi, cá kìa, cá ốp mé nhóc luôn kìa cậu ơi. Ốp gốc cái này nè mới dữ nè. Cái góc này nè mới nhiều nè. Góc này nè đó. Quá trời cá dồ chiến này. Rồi. Rớt cái dưới là trù quá rồi các bạn ơi. Quá ế chiến này. Trời ơi cá kìa. Cá nó sôi tim á các bạn thấy không các bạn. Cái này mình chài cá trong hầm nha các bạn. Rồi. Ăn cá lựa. Nó cái là nhóc luôn kìa. Cá cha nhóc luôn các bạn ơi. Quay dính cá cha không luôn. Này gỡ cá cha đã rồi. Đó giờ dính anh luôn rồi đó. Trời ơi trời cái giọt kìa. Chài chài cá bắt cá phi với cá rảnh mà toàn là dính cá dồ không à các bạn ơi. Các bạn ơi, giờ mình lên này mình thả cá trên mình bắt được mấy con cá này. Này chài phóng sinh nha. Chài phóng sinh. Phóng vô bụng. À, cá phi với cá rảnh này các bạn. Còn cái rảnh cho bá luôn. Tiếp nữa các bạn ơi. Chơi rồi coi cá hết hồn kìa kìa, con cá rảnh mà mãi cho bá luôn kìa. Cá cái này chắc bể tay luôn rồi. Trời ơi cá kìa. Mấy con cá nhỏ nó dãy rồi lên chiếc kênh luôn. Quá rồi, quá trời cá rảnh này. Rảnh này lấy về mấy con bự bự kho lạc ăn kìa. Đã. Ôi ôi kìa, kìa. Quá trời ăn cá lau kiến. Cá lau kiến nó bự. À, nó hay kìa. Trời ơi, ớ vô hang dính cá kìa. Hay quá. Thôi cá thú quắc cũng giục đi. Chết vậy nội. Cá thú là vậy. Cá thú rồi, giục đi. Trời trời, cá lau kiến tản thần, cá lau kiến. Vụ cá các bạn ơi. Hết hồn con cá lau kiến. Cá lau kiến này lọt ra ốp sả tế ha, nướng ăn ngon. Chú Nhàn ơi, chưa để con lên coi. Nó lên sóng. Quá tài luôn các bạn, con cá lau kiến. Bằng cái bắp đùi vậy á. Trời ơi, cá lau kiến tán thần. Cái bàn tay. Dạ may lắm, mà hình trái lên má là chị tay anh tay ba con ăn cá bộ. Chạy xong mình gỡ cá. Thôi, ngừng cái rồi mình tiếp tục nữa. Cái rảnh hết hồn, cái rảnh. Chạy hồi đầy cái sọt này luôn á. Đi giáp vòng này đầy cái sọt này luôn không cậu? Dữ thiệt. Đó giờ mới thấy con cá lau kiến nó bự vậy nè trời. Bên câu chiều còn cá thôi bà không bự bằng này nữa. Đây. Bye bye. Bên câu chiều mà. Cá lau kiến này mấy tháng à? Nó mấy năm rồi. To lên nha. Đây các bạn ơi, đang gình để gãi cá. Chết. Trời ơi. Đi qua ông chụp. Ông lựa chỗ đông. Quá. Trời ơi, cái nhánh của phim quá trời luôn các bạn ơi. Trời ơi.
xuống nắm kéo lưng phụ quá quá ế luôn. Trời này giữ cá má cái rảnh bự kìa, chụp cái rảnh trời ơi. Đây các bạn ơi, quá rồi các bạn ơi, quá trời cá phi cái rảnh này. Kìa kìa, chụp được cái đâu cái rảnh đâu rồi. Kìa kìa kìa, cái rảnh bành kia luôn kìa, thằng đó đó. Ồ, đây các bạn, trời ơi cá phi kìa, hết nói cá phi, chỉ có đường vũ vậy thôi hả chứ nè. Ồ cá kìa, thôi thần cá. Tiếp nữa các bạn ơi, để hồi nữa gỡ xong rồi cho các bạn coi. Đây quá trời cá này, hệt như mà chạy hầm luôn ta, y hệt luôn các bạn ơi. À, đầy nhiều đầy cá nè, nãy giờ gỡ ra nửa sọt, giờ mình lên trên đó chài. Chài mà giục luôn cái chài luôn. Bây giờ kéo lên các bạn ơi, chài giục chài luôn. Trời ơi cá phi cá dồ, ui cá phi hết hồn cá phi. Trời ơi cá phi bự kìa, hai ba con luôn kìa. Ôi dồi cá hết hồn cá phi. Đi 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 đi. Sọt cá này hai người khiêng luôn các bạn ơi. Ây da, da 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 da. Cá này dự đoán là mấy ký rồi? Cá dỗ bị bệnh luôn kìa. Cá phóng xanh, cá dỗ phóng xanh. Rồi cá phi. Rồi bắt mẹ cá dỗ được không nè. Rồi lấy mẹ con nó sao. Rồi rồi cá này mấy ký. Ê ê, rồi. Rồi. Chứ. Gớt đó là bình bán xong nè. Đồ hay ha. Nó thấy mặt con bệnh sợ quá, nó hết nhảy hết nổi. Nó tuột chứ nó hết nổi. Cá kìa. Chài mà cá rô phi kìa. Tới luôn. Bốn con mà chà bá luôn trời. Chà này ít mà cá bự. Chà ít mà cá bự không à. Thôi hết rồi, giờ đi chà nữa. Trời ơi, ghen cái ghê. Hay. Quá hay. Tròn. Rồi, tiếp tục. Wow, quá, giật chà dữ lắm. Đây hang từ từ. Rồi, dính góc đây. Giật chà dữ lắm ha. Lặn bắt cá rồi các bạn ơi. Có chuyện nằm trên đây không? Giật dữ lắm hả cậu? Đâu, ô cá phi, ôi xa xa, đây để lên đó. Đây cá phi này các bạn ơi, cá phi này cũng vừa không bự không đó. Ấy rồi gớt à, đàn cá phi im á này. Ơi tiếp nữa hả, quá rồi các bạn ơi, quá khứ rồi các bạn ơi, quá khứ cá. Lặn mấy cái hang đó, cá bự bắt cá nhỏ thả. Trời ơi cá kìa. Cá quá cá các bạn ơi. Cá bự. Đù, cái lóc mà cá chỉ mấy dữ lắm á. Ôi cá phi. Tới cá. Chạy nằm lè liệt trên. Giờ mình gỡ cá ra rồi, nửa sọt rồi. Quá. Đi nãy giờ lắc lắc dẻ xuống thì sao ta. À, gỡ ra xong chạy tiếp nữa. Dòng dòng vô là vừa luôn á. Đây,
nắng quá hết thế là chưa để em gãy cái mình qua bển. Không gình kìa. Trời, tới đó còn chặt giò nữa. Sáng gài gặp ngay trong chỗ đó ai lấy mất tiêu. Cái gì? Gài cái gặp ngay đó ai lấy mất tiêu. Quá. Quá rồi, chiếc này. Trời ơi, nó nhảy. Nó ra được cái hang á. Quá. Bắt được cá thôi cũng dữ rồi. Có ai nào dở cái chài lên nè, thọt tay vô bắt không ta? Trời ơi, kìa cá kìa. Trời ơi, cái chài quá trời cá ơi. Cá kìa. Ôi trời, các bạn ơi, quá trời cá linh luôn các bạn. Chài quá trời cá. Chài cá tới cá. Lặng làm gì ta? Tới cá linh luôn. Chài này cỡ gần 20 kg cá. Đầy sọt rồi đó. Cá linh xong nè. Này gỡ gỡ cả. Hay là làm à. Đậu mà thấy ăn được thì bỏ luôn hay vậy. Không, làm rồi ăn chặn là giữ đi chiên. Ơi. Ây da quá trời. Sắp đầy cái này rồi, cá linh cái tán thần cá linh. Cái linh này về ăn. Bây giờ mình chài một cái nữa mình vô các bạn ơi. Đây, quay gõ gõ mặt xíu đây. Đây đây đây, quay gõ gõ mặt xíu đây. Đây. Đây các bạn ơi. Ồ, đẹp. Lên lên lên. Thấy không? Lên thì thấy không? Quá trời luôn nè, mấy bạn lên luôn nè. Có cây dưới hả chú? Rồi, cái góc giật rồi đó. Chết dở chuyến này à. Cái dồ chắc nhóc quá. Rồi, vô luôn. Đây các bạn ơi, nay thành quả của mình được nhiêu đây? Quá trời. Ít xỉu rồi, cái này chắc có chừng 30-40 kg cá rồi các bạn. Rồi các bạn thấy hay cho mình một like, một chia sẻ nha các bạn. Nhớ đăng ký để biết những video mới nhất của mình. Rồi. Quá. Quá khứ cá. Bắt về con, hay bắt về con cá phi.